Chị em đẹp thì bôi son cho môi, bôi dưỡng mi dưỡng mày, nhưng mà đây xe máy thì ta lại bôi mỡ bò lên hẳn cái bộ vỏ này. Đây các bạn nhìn thấy lĩnh này. Đấy, anh em thấy như thế nào? Quá là kinh khủng luôn. Đây là một chiếc Exciter 135 mà Lĩnh cũng đã chia sẻ ở clip lần trước với các bạn rồi. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Lê Lĩnh Vlog của mình. Ngày hôm nay Lĩnh chia sẻ cho anh em mình xem là cái phần rỉ sét hay là những phần hao mòn ở trong cái chiếc xe Exciter 135 đến từ biển 88 này như nào các bạn nhé. Và xem những gì hôm nay Lĩnh làm công việc ở quán, anh em ủng hộ như thế nào anh em mình nhá. Đầu tiên thì bên mình sẽ tiến hành tháo tung cái dàn vỏ này ra. Tháo tung hết ra, các bạn có thể nhìn chi tiết lại một lần nữa đi. Vì góc trong nhà quay không được sáng cho lắm, cho nên anh em có thể nhìn thấy những phần chi tiết ốc và những phần rỉ sét của em nó đây. Phần rỉ sét đây thì rất là nhiều các chi tiết mà Lĩnh muốn chia sẻ cho anh em mình đây. Phần ốc này nữa này. Đấy, phần ốc đây, các bạn nhìn thấy không? Kinh khủng như thế này. Toàn bộ những phần bát ở dưới này nữa. Đây, ở trong nhà hơi tối một chút nhưng mà tí Lĩnh sẽ tháo ra toàn bộ bộ vỏ ra xem cái phần ốc của bên trong nó rỉ như nào và những phần chi tiết cần gì bảo dưỡng sau một chiếc xe gần 11 năm hoạt động và chủ xe không được thân thiết cho lắm thì ok anh em. Và bây giờ thì anh em nhân viên mình sẽ tiến hành tháo bộ vỏ ra. Em đập cho anh con xe này nó thành xe đẹp nhá. Ok chưa? Đó, thì bây giờ Lĩnh sẽ cùng các bạn di chuyển ra xa một chút nữa để xem bên mình làm những gì cho những chiếc xe mà anh em trong tỉnh và ngoài tỉnh gửi về ủng hộ cho Lĩnh. Đầu tiên thì anh em mình sẽ cùng Lĩnh trải nghiệm với một chiếc xe đến từ với mình là biển 22B2. Đấy, chiếc xe này thì đến với mình từ thành phố rồi, thì với bạn ấy lên với mình dọn nhẹ một chút thôi, lên lại một bộ tem thì các bạn có thể nhìn thấy chi tiết, thì không biết ở trong nhà quay có sáng không, nhưng mà thôi thì có gì thì anh em mình ăn đấy các bạn nhé. Đầu tiên là bộ tem Movistar màu xám xi măng kết hợp là chỉ trắng các bạn này, có thêm đuôi rè FZ và Xi'an M3, thì hai cái sản phẩm này thì anh em biết cực nhiều rồi đúng không anh em. Di chuyển tiếp vào đây ạ, thì bạn ấy sơn cho Lĩnh một cặp mâm bánh mâm đây, một cặp bánh mâm đây anh em nhìn này. Đấy, cặp bánh mâm màu đỏ huỳnh quang chất chưa anh em, đỏ huỳnh quang cực chất, xe lốp đằng sau 120 Michelin Street 2 anh em mình nha. Đó, di chuyển tiếp theo ạ. Anh em mình di chuyển đến đây. Đây, đây mới là cái mấu chốt ở vấn đề. Camera có thể quay ngược lại một chút. Này, quay ngược lại chút đây anh em. Đây anh em có thể di chuyển này. Quả bi cầu lên cho chóa của Exciter 2019 và anh em có thể nhìn thấy cái bộ tem và bộ mặt nạ ở trước này. Ngoài ra tiếp theo ạ, đây nữa mới là cái vấn đề của các bạn này. Đấy. Màu đỏ huỳnh quang vào trong này chắc chắn nhìn nó nổi hoành tráng hơn đúng không anh em. Lốp trước thì lại chơi sử dụng lốp MotoGP. Đấy, quả lốp này thì bao đua cho anh em mình chất luôn. Ở bên cạnh đó thì có thêm chiếc Exciter của thằng đệ cứng của mình, hôm nay nó đem lên để dán lại ni lông chống xước bảo dưỡng lại và kết hợp là bạn lên nâng cấp Lĩnh, cho Lĩnh thêm một cái cổ bô titan nữa, thì cổ bô đang tháo ra để đang tiến hành làm. Và bây giờ thì mình cũng chia sẻ cho anh em mình một cái phần chi tiết ở đây. Anh em nhìn thấy không? Cái con heo Alin 2 pit đối xứng này. Heo Alin 2 pit đối xứng này kết hợp bát nhôm CNC giúp cho anh em mình chống chống nó bị bó cứng của con heo zin, thì anh em biết đến rất nhiều rồi, thì cái bộ phận này thì bạn ấy cũng đã sử dụng được gần 2 năm rồi đấy anh em. Quá bền luôn anh em. Đó. Cả màu sơn này cũng sơn lại các bạn nhá. Đấy, mâm này cũng là sơn lại màu xanh zin, và ở trên chiếc xe màu xanh GP này, màu xanh GP này thì vẫn có thêm là không thể thiếu rồi. Bi cầu đấy, con này bi cầu đấy. Ngon chưa anh em, vẫn là màu đỏ và mắt quỷ đỏ các bạn nha. Cái này con này thì phải nổ máy thì mới lên mắt quỷ đỏ được. Đó, bô chưa có cho nên là không dám nổ nhiều, để lên cho anh em mình thôi. Vâng, và ngoài ra thì tiếp theo ở trong này nữa có một chiếc Exciter 135. Đây, 135. 135, thì con này nó đẹp hơn con ngoài này. Nó đẹp hơn con mà anh em đang chuẩn bị tiến hành tâm điểm ngày hôm nay ấy, thì nó đẹp hơn rất nhiều. Thì các bạn có thể nhìn thấy là bạn ấy lên với mình thì bạn ấy sử dụng, nói chung là bảo dưỡng lại thôi. Xe đi lâu ngày thì bảo dưỡng lại xem là máy móc hay là lọc gió hay là buji các kiểu nó hỏng rồi thì anh em mình xử lý lại và ngon thôi. Vì trong cái tầm giá X135 bây giờ hiện tại ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm, con nào đẹp nó rơi khoảng tầm 15 đến 16 triệu. Còn con nào mà dở nó khoảng tầm 10 đến 12, 13 triệu thôi. Còn đấy là gọi là những con dở dở thôi, còn con mà nát bét thì không nói các bạn nhé. Đấy, như con chiếc xe này thì các bạn thử ngắm mua được bao nhiêu mà, nhưng mà đem lại đến cho anh em mình đây. Các bạn nhân viên của mình đang bắt đầu tiến hành tháo đây. Đấy, các bạn nhìn này, cái bát này, cái bát này. Đấy, cái bát này nó đáng nhẽ nó là màu trắng kẽm màu sắt ấy, nhưng mà bây giờ nó còn không còn lại còn màu màu đấy nữa rồi, không còn màu nguyên bản nữa rồi. Ốc thì cũng rỉ hết rồi. Đây này, anh em nhìn thấy phần này này. Chàng ba này. Đấy, anh em nhìn thấy không?
những phần chi tiết này. Đấy, anh em cứ đòi 3-4 triệu mà độ đẹp không biết độ kiểu gì đây. Ok anh em, đó thì đợi các bạn đợi lên khoảng tầm 3 phút nữa để toang con này ra để quay cho anh em chi tiết sau nữa nha các bạn nha. Hôm nay bão thật luôn các bạn ạ, bão thật luôn. Sản phẩm Lĩnh vừa về đến nhà mà hấp dẫn quá, Lĩnh phải chia sẻ cho anh em mình ngay ở trong cái kênh YouTube Lê Lĩnh Vlog của mình. Sản phẩm ngày hôm nay Lĩnh chia sẻ cho anh em mình là lốc nồi trong suốt của Racing Boy, hay anh em còn gọi cái tên thân thuộc, thân thương gọi là lốc bể cá đấy, gọi là bể cá để cho anh em mình kiểm tra côn làm sao xem tình trạng côn nó bị cháy hay không, hay là kiểm tra dầu nhớt. Thì anh em biết đến cái lốc nó khá là quen thuộc anh em mình rồi, nhưng mà tại sao hôm nay Lĩnh lại phải lên đến video cho anh em mình ở video ngày hôm nay? Vì cái chất lượng của em nó thì anh em biết đến rồi, Racing Boy là một công ty lớn khẳng định cho anh em mình nó quá lâu rồi, và hôm nay ấy, là một cái sản phẩm mà Lĩnh ưu đãi đầu tiên ở trong cái clip ở trên YouTube này. Vì các bạn biết tại sao ạ, cái sản phẩm này Lĩnh chia sẻ cho anh em mình với giá mà Lĩnh nhập vào còn với mức giá nó còn cao hơn mức giá hôm nay Lĩnh để cho anh em mình. Các bạn nên nhắn tin riêng vì số lượng có hạn các bạn nhá. 1.150.000 một lốc như trên tay Lĩnh đang cầm đây. Về các bạn chỉ việc tháo cái lốc của các bạn ra, các bạn lắp như zin thôi. Lốc đã bao gồm sẵn cho anh em mình như thế này rồi ạ. Đã sẵn cho anh em mình cái phớt bơm nhất đây rồi. Đây các bạn nhìn đây, đây phớt bơm nhất như này rồi. Các bạn về các bạn không cần phải thay thế hay thêm bớt gì nữa, các bạn chỉ việc lắp cái lốc này vào là xong thôi. Sản phẩm sẽ gồm 4 màu cho các bạn, là trên tay đang cầm là cái siêu phẩm màu cam cực kỳ là hot cho anh em mình đây. Cái màu này rất là mới các bạn nhé, màu cam. Ok cho anh em. Tiếp theo chia sẻ cho các bạn một cái màu vàng nữa. Màu vàng. Một chiếc màu xanh. Đó, và cuối cùng là màu đỏ chia sẻ cho anh em mình đây. Màu đỏ đây các bạn nhá, màu đỏ. Anh em thích màu nào anh em lựa chọn màu đó giúp mình. Ok cho anh em. Và một hộp nguyên đai nguyên kiện như thế này. Ở trong hộp sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Một hộp như thế này các bạn nhé. Sẽ gồm thêm cả một cái bìa tem như này nữa. Ok chưa các bạn. Còn ảnh lốc thì nó như này. Ở trong hộp như này. Ok anh em. Anh em quan tâm đến sản phẩm thì đừng ngại ngần nhắn tin riêng giúp Lĩnh các bạn nhé. Vâng, đam mê phân khối lớn nhưng bố mẹ bắt mua phân khối nhỏ, thì hôm nay Lĩnh chia sẻ cho anh em mình một chiếc xe mà vừa test thử khoảng tầm 300-400 mét cực phê rồi anh em. CB150R với giá anh trai mua với giá chỉ có 57 triệu thôi. 57 triệu thôi, các bạn thấy có đáng sở hữu một chiếc CB150R này không? Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Honda Việt Nam. Đấy, sản phẩm thì Lĩnh kết nhất ở trên chiếc xe này chia sẻ cho anh em mình là cặp phuộc trước upside down của Showa. Đây anh em quay chi tiết đây ạ. Đây anh em nhìn thấy nè, Showa, anh em nhìn ngược một chút nha. Showa, đấy là cái điểm mà Lĩnh kết nhất ở trên cái con CB150 này. Với dáng của nó thì một dáng của một chiếc mô tô phân khối lớn nhưng mà đi rất là nhẹ với phân khúc 150 mà, cho nên là anh em đi rất là nhẹ và nói chung là không bị mỏi như là anh em lên R15 V3 hoặc V4 đâu anh em mình nhá. Có ABS trước sau. Ok chưa anh em? Vâng, thì Lĩnh cũng chia sẻ rất là nhanh với chiếc CB150 thôi. Với chiếc biển thì anh em mình để anh em vào bờ đây. 42679 anh em mình nhá. Nếu như được 678 nữa thì cực chất luôn. Ok anh em. Đó là đỉnh của shop luôn các bạn nhá. Đỉnh của shop luôn ở cái clip này anh chia sẻ cho các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy chi tiết đây này. Đây, ở trong bình xăng. Đấy, chủ xe cũng thích kiểu chắc là fan cuồng của mỡ bò hay sao ấy, bôi hết cho nó nét. Và bây giờ các bạn nhìn Lĩnh mở cái cốp chụp cao su ra này. Ấy xa. Này, đây. Ui rồi, các bạn nhìn đây, số khung số máy đây, cái bát này ấy. Camera này quay này. À, cái bát này, đấy. Anh em quay ngang ra đấy, để nhìn xem cái phần bát. Ngoài ra tí các bạn xem chiêm ngưỡng tiếp nhá, ổ quá nhá. Đó, ok cho anh em. Đấy, chủ xe này thì cũng sử dụng cái bát để chống rung cho cái đèn hậu rồi, cũng ok rồi đấy. Cái này thì bên mình cũng làm cách chống rung cho cái đèn hậu X135 là cũng tương tự như này. Đó, đó là cái cách mà chống rung cho X135. Còn về phần bên trong thì anh em tiếp tục ngắm nội thất của em nó sau khi bên mình tháo xong nha. Ok anh em. Nội thất thì không biết như thế nào nhưng mà ngoại thất thì các bạn nhìn thấy thì nó dã man rồi. Ngoại thất thì anh em nhìn thấy toàn bộ những chi tiết sắt thì vừa rồi Lĩnh quay cho anh em đằng sau. Còn bên trong này thì cái gọi cho là cái nội thất đi, cái một nửa của phần trái tinh của xe, làm sao cho anh em tiết kiệm xăng được tốt nhất thì nó cũng là phần chi tiết sắt. Thì Lĩnh sẽ cùng các bạn mở thử xem nó trong này nó như thế nào các bạn nha. Vâng, mở thử xem nó trong này nó như thế nào anh em mình nha. Nào, đây này, đây còn gắn một đường keo nến đây này, đây đấy, một đường keo nến đây, trước khi đi review trao sâu chi tiết đây này, một đường keo này, đấy, keo silicone, đấy, các bạn nhìn đâu, đấy, trắng trắng này,
Đây, còn nội thất và ngoại thất của em nó đây, bộ chế hơn hai củ to của anh em đây, cũng đã reset hết là nhiều rồi. Đấy, cứ bảo xe em còn zin đi, đòi 3 triệu đòi làm đẹp như zin. Thì thực sự là anh em phải có tâm huyết để anh em mới dọn lại những chiếc xe làm kỷ niệm như thế này. Thì đấy là những phần một tí của cái phần góc của bộ chế. Và tiếp tục mình sẽ tháo ra để cho các bạn triển khai chi tiết trong khung các bạn nhé. Xem có bị rụng cái quả chuối treo bưởng máy không. Đậm mùi axit. Ôi ôi, đây đi không biết là các bạn không biết là sau này tự nhiên đi xe mà nó gãy, tự nhiên đi xe mà nó gãy ghi đông ra thì các bạn lại hỏi làm sao, lý do như nào đúng không anh em? Đấy thì phải tháo ra để các bạn mới biết được này, cái phần ghi đông này. Đây, anh em nhìn thấy cái củ heo dầu này, ghi đông này. Đấy, chi tiết đây. Đấy không phải không hiểu tại sao bảo là sau này đi tự dưng nó lại bị gãy bố cái ghi đông ra, tự nhiên là cầm mỗi bên cái tay ga, cầm bên ngoài lắc ga nữa, quảng ga. Đó, đó là cái phần mà chi tiết thì anh em mình dùng cái dung dịch rửa xe xịt phát vào sạch luôn. À, xịt phát sạch luôn đấy, sạch luôn của anh em. Và tiếp theo các bạn nhìn dưới này. Cái phần chén cổ này, Linh cũng đang hy vọng là đóng nó ra, bắn nó ra 100% luôn, không phải thay giảng ba hay là phá cắt hàn đâu các bạn. Nhìn rõ chi tiết này này, đấy nó đang rỉ sét đây này. Ok cho anh em. Phần bên dưới này nữa này. Đấy, phần bên dưới này này, anh em nhìn này. Đó, đấy hy vọng là cái này vặn ra được các bạn nhé. Vì tại sao Lĩnh lại đặt cái tia hy vọng đấy, vì cái ổ khóa mới thế. Không biết là chủ xe mới thay cái ổ khóa này, ổ khóa ngoài, hàng rẻ bên ngoài các bạn nhé. Tháo được con ốc vừa ra để thay cũng phải nói là kỳ vọng rồi. Kỳ vọng là hy vọng là cái cổ phốt không phải bắn ra. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, chi tiết ở bên này. Cái quả chuối Lĩnh vừa treo anh em mình đấy. Đây cái bát treo gọi dạng quả chuối giống như con X155 này. Đấy toàn bộ ốc này. Này, đấy, các bạn nhìn thấy không? Đi hết rồi phần bưởng bên ngoài này nữa và những phần chi tiết đây. Đấy. Nói chung là nó chỉ vì một cái dung dịch rẻ tiền không đáng dùng cho xe máy, nó làm hỏng một cái chiếc xe tâm huyết của em trai, thì Lĩnh cũng phải có những chiếc xe như này để quay lại để cho anh em mình tránh thôi. Đây, anh em lưu ý các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể nhìn thấy tiếp tục đấy ạ. Đây những phần chi tiết này. Củ đề bên trong này. Này, những phần củ đề trong này. Cũng gì hết rồi. Những cái củ đề này muốn đẹp chỉ có thay mới thôi anh em ạ, không có thể gọi là sơn được vì anh em biết đến rồi. Đấy những phần củ đề hầu như nó làm vỏ bọc bên ngoài nó bằng inox, thì sơn inox nó cũng như kiểu muỗi đốt cột điện ấy. Thì những cái phần chi tiết sắt của trên chiếc xe này phải tháo toàn bộ ra hết. Thì đây Lĩnh mới chỉ gọi là tháo cái phần khung sườn để cho anh em xem phần sắt gì thôi, còn phần máy bên trong Lĩnh cũng chưa bung ra nữa, vì để quay cái phần chi tiết máy bên trong thì nó cũng có nhiều vấn đề, nhiều khi là hỏng bên ngoài vậy nhưng máy bên trong nó vẫn sáng giống như một cái chiếc xe biển Hải Phòng 16 năm kia Lĩnh làm ấy. Chiếc xe đấy thì vỏ khung cũng do muối mặn ăn mòn nhưng mà máy lại cực kỳ ngon, nhưng chiếc xe này thì máy không ngon đâu anh em mình ạ. Đó đó thì là toàn bộ những video chi tiết Lĩnh quay rất là nhanh, chia sẻ một công việc ngày hôm nay Lĩnh làm như thế nào và chia sẻ cho anh em mình một chiếc Exciter 135 và giới thiệu cho anh em một cái lốc nồi giá chỉ 1.150.000 thôi. Thì trong video này các bạn xem có bất cứ thắc mắc gì thì anh em mình nhắn tin riêng giúp Lĩnh các bạn nha, hoặc comment phần bình luận giúp mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.